Dạ, em Minh xin chào cả nhà. Hôm nay em Minh xin chia sẻ cho mọi người một cái số cái bí quyết nho nhỏ để có thể chăm sóc một cái vườn cây leo giàn được đẹp như thế này nhá. Đây, trước mắt mọi người đây là một cái vườn dưa leo được thu hoạch tại An Khê Gia Lai vào tháng 11 năm 2022. Cái tháng này thì ở khu vực em đang là vào mùa mưa nên là nó mưa liên tục thôi cả nhà. Nhưng mà cái vườn dưa leo này thì vẫn được thu hoạch rất là đẹp, rất là sai quả. Đây, đây là sẽ là một cái số bí quyết cho cả nhà tham khảo nhé. Đây, thứ nhất là cái gói vua nấm đất. Trong cái gói vua nấm đất này thì có rất là nhiều các cái loại vi sinh xử lý bộ rễ cây trồng cho rất là tốt. Mọi người có thể dùng cái gói này để phòng bệnh héo xanh, phòng bệnh lực của rễ nhé. Đây, một gói 500g này có thể sử dụng cho 2.000m2 cây dưa leo của qua, vân vân. Thứ hai đó là chai Amino của công ty HT. Trong cái chai này thì chứa các loại vi lượng rất là cần thiết cho cây trong cái giai đoạn mà cây bắt đầu bung cành, bung nhánh. Và thứ ba đó là cái chai ruồi vàng, có thể khắc phục được cái vấn đề mà cái con ruồi vàng nó đục quả, nó phá hoại cho cái quả mình, làm cho cái quả mình bị eo, bị đèo. Đó, đây là cái bộ ba sản phẩm em muốn chia sẻ với mọi người. Chúc mọi người có thể sử dụng thành công nhé. Về nếu mọi người muốn sử dụng cái sản phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp với em. Em có thể tư vấn và ship đến tận nơi cho mọi người nhé, theo số điện thoại em có để ở trên video. Rồi, xin chào cả nhà.